Vâng, kính thưa quý vị, và buổi chiều ngày hôm nay, Tiến Dũng và Châu Phú hội ngộ cùng với Siêu Huynh Phát Thời và chú Hai On. Thì Tiến Dũng nghe được một cái thông tin cũng rất là đặc biệt và khá là thú vị. Bởi vì trước đây chú Hai làm nghề sát sinh, đó là cái nghề làm heo. Mà sau khi chú Hai đã gặp những cái sự cố trong cuộc đời, thì lúc đó chú Hai đã giác ngộ và không còn làm nghề sát sinh nữa. Thì hiện nay chú đang trở thành một người tu thân hành thiện. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ nghe sư huynh Phát Thời sẽ giới thiệu đôi nét về chú Hai. Xin mời sư huynh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Thầy. Kính thưa quý bà con khán thính giả gần xa thân mến, cùng với anh Tuấn Dũng, Nhịp Cầu Nhân Ái và Châu Phú thân yêu. Hôm nay thì trong cái ngày hội ngộ để nhằm mục đích là gọi là chẩn tế bà con đang gặp khó khăn trong cái mùa dịch của xã Nhân Hội và làng bè Khánh An được di dời đến xã Phước Hưng. Đảng nhà nước của chúng ta rất là quan tâm và lo lắng, muốn làm sao cho vấn đề dịch bệnh Covid-19 được kết thúc sớm. Nhưng mà cái vấn đề dịch bệnh lây lan này hổm dài thì cái huyện nhà kiểm soát dịch rất chặt chẽ nhưng vẫn còn là tái diễn. Vì cho nên bà con gặp khó khăn trong mùa dịch rất lớn. Bữa nay được gặp anh Tuấn Dũng và Châu Phú để bắt cái nhịp cầu nhân ái đến cái huyện nhà An Phú cùng với quê hương là của Phát Thời. Thì Phát hồi sớm giờ thì tính ra tổng cái giá trị của thực phẩm gạo, mì, nước tương, dầu ăn thì tương đối khoảng 84 triệu. Con số khẳng định là 84 triệu. Nhưng mà vì cái tinh thần của tất cả quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước thì cũng rất là tin tưởng việc làm của nhịp cầu nhân ái của anh Tiến Dũng và Châu Phú, thì tôi thấy cái điều này thì xác định là 100%. Một là về đây phối hợp cùng với chính quyền địa phương, đảng nhà nước cùng với các nhà mà hảo tâm để phân phối rất là chính xác, đúng đối tượng là gặp hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay ngoài cái chuyện mà chẳng tới, tức là các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân đi cứu trợ cho bà con gặp khó khăn trong mùa dịch, thì đến đây để hội ngộ trong cái buổi chiều này gieo duyên Phật Pháp, nói lên cái chương trình đạo sự để cùng với nhau có một cái đức tin, có một cái niềm phấn chấn, có một cái sắc tấn với nhau trên cái bước đường tu. Thì xin thưa với anh Tuấn Dũng, Nhịp Cầu Nhân Ái với Châu Phú thân yêu, thì đây là Dượng Hai On, tức là ông Lâm Văn On ở xã Vĩnh Hậu. Tôi thì hồi đó giờ tôi cứ nói trong tư tưởng tôi hoài, tôi nói sao mà phải làm sao cho ông này ông cố gắng ông tu. Bởi vì tôi thấy ông sát nghiệp quá nặng. Coi như là bất cứ một cái một con vật nào mà bởi vì cái mưu sinh sống mà anh Tuấn Dũng. Thành ra mình cũng thông cảm cho hoàn cảnh của ông Hai. Nhưng mà hôm nay thì sự thật nói không biết ổng thấy mình cũng động viên mà ổng cũng không có nặng nhẹ, mình cũng không phản ứng gì. Thì thấy cái chuyện đó một cái nhân duyên rất là lớn. Trong sách để là cái nghề sát sanh mà nặng quá đó gọi là đồ tể. Nó là cái nghề đồ tể, nhưng mà nói là cái nghề giết mổ để sinh sống vì cái hoàn cảnh ép buộc. Thì như vậy là tôi cũng có tâm sự với ông Hai, nói ông làm cái nghề này thì sự thật mà nói vì hoàn cảnh sống thì cũng được, bởi vì hoàn cảnh sống mà. Nhưng mà nếu mà so lại với cái đạo Phật đó, cái nhân quả, cái nghiệp nó nặng, nó lớn lắm. Rồi ổng mới than cái hoàn cảnh khổ đồ này kia, rồi ổng là còn nợ nần đâu mười mấy 20 triệu gì đó. Tôi nói ông cố gắng đi, có thể mấy anh em huynh đệ hỗ trợ giúp đỡ cho ông. Thì ổng là cũng nói không, bây giờ tự ông làm để mà ông mưu sinh. Rồi cũng nói động viên ông cố gắng làm sao mà hạ thấp vấn đề là đừng có sát nghiệp nữa. Bởi vì nhất thiết chúng sanh vô sát vật mà hà sầu thế giới động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện là thiên hạ hà sầu bất thái bình. Bây giờ là mình giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên bá gia bá tánh diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế. Ban đầu là một sanh vật, nhưng mà sau là Đức Thầy nói là sanh mạng đã trở thành là một con người. Bởi vì đạo Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mà Đức Thầy nói là ngài bèn xét ở trong Phật chủng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Thì cũng trình bày với ông Hai
thì ổng không biết làm sao, không biết, cũng nói nhiều năm nhiều tháng lắm rồi, sao mà một ngày nọ ổng thấy ổng có cái phát lồ từ bi, phát lồ làm từ thiện. Vậy cho nên đó là bây giờ ông hai đó, sự thật mà nói là tôi rất là hoan nghênh, cúng lại một ngày ba thời ngon lành, tinh ăn chay trường luôn, là tinh tấn luôn, niệm Phật, ngồi niệm Phật ngon lành là như vậy đó. Ông nói cái nghiệp tôi quá nặng rồi, để ơi không biết làm sao mà làm cho hết. Tôi nói không, bây giờ trong cái mùa dịch này đó, ông nấu một củ khoai cao là trừ một con gà, nấu một củ khoai cao là trừ một con chó, nấu một củ khoai cao là trừ một con bò heo gì đó, bất cứ làm một cái hạt gạo mà nấu mà đem giúp ích cho đời đó, là cũng như tôi nói với anh em trong cái đội rau củ quả hoài à. Tôi xin báo cáo với huyện đó là nếu cái đội rau củ quả này làm từ thiện một ngày trong mùa dịch bằng làm từ thiện một năm lúc bình thường, bởi vì người ta không sợ chết, ta xông pha ra người ta làm. Thì ông hai này ổng cũng thấy vậy, giờ là sự thật nói ổng phát tâm được, tôi mừng dữ lắm. Ổng giết hồi đó giờ là xác giết người gì, hoàn cảnh sống là không biết bao nhiêu trăm ngàn là sinh cái như cái núi dạ. Thôi giờ là ông hai ông trình bày cho mấy anh em ở đây nghe yeah. Rồi thấy cái vấn đề mà xác giết nó như thế nào mình hạn chế lại yeah. Xin kính mời ông hai yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ công tơ với Tấn Dũng về với Châu Phú, đây cũng cái duyên chú yeah. cháu mình gặp lại nhau để yeah. bàn, để tâm sự yeah. Thì nãy tôi cũng có trì bày. Năm tôi nhớ là tôi làm heo lúc đó năm 1977 yeah, đó. Và tôi làm tới năm 80 mấy á. Có một bữa đó là yeah. ngày gần Tết ạ à. Yeah. Là trung bình là thường á, cái ngày thường tôi làm một đêm là 60 con. 60 con. Rồi ngày bình thường nha yeah. Còn ngày Tết ngày nó gần cả ngàn ừ. Có hai ngày thôi. Nó mà đêm đó vậy là tôi không phải là tôi ngủ, cái tay tôi còn cầm đứa thuốc tôi hút yeah. Mà nằm trên cái võng, tôi thấy người lại kêu chú ơi, chú làm ơn chú giúp cứu tôi đấy. Nó tôi mẹ con tôi sắp bị người ta giết rồi yeah. Vậy mở mắt ra không thấy ai nữa, tôi mới yeah. nằm. Vậy một đêm đó là kêu tôi ba lần mà chú nghe nhăn nhẫn bên tay, kêu nhăn nhẫn bên tay, mở mắt ra không thấy ai yeah. Tôi mới nói với mẹ đệ tử tôi ở ngày nay bây có bắt con heo cái nào không bay, thằng bảy thôi có thằng con nó, tôi con heo cái bỏ lại không có làm, nói vậy đâu có đủ số làm mà anh hai mà nói tôi vậy á, cái tôi không đủ, ngày mai bắt heo khác thế vô con heo cái không làm. Vậy là heo cái nó bỏ lại đúng một tuần lễ sau để bảy heo con yeah. Đó, để tuần lễ sau vậy là lúc đó tôi nhớ năm tới mấy tôi mới đem nguyên bộ đồ nghề, dao đâm, dao cạo, dao mổ, dao gì đem ra sông Tân Châu đổ hết. Bỏ hết luôn. Bỏ hết. Là từ cái sự cố đó là chú chưa, là... sự cố chưa nha. Chưa nè. Chưa. Nè, chưa. Dạ, cảm ơn. Sự cố là cái tôi mới tính là về quê để quay đầu. Dạ. Mà về quê một cái là tới năm tám mấy tôi cưới vợ tôi, lúc đó làm ăn quá thất bại vậy. Rồi trung bình nó ngay cũng đi làm heo mướn, cái Tết cũng làm heo mướn cơ mà. Dạ. Rồi một cái năm, một năm vậy làm cũng mấy chục con heo. Dạ. Do nghèo quá sanh ra cái nghề mằng chó bán. Mằng chó nữa. Mằng chó bán tự. Đúng, đúng có, rồi bán. Có mằng gà mằng vịt không chú? Không, gà vịt tôi bảo đảm. Con gà là 3 phút nữa luôn xong. À. Đó. Thì tính ra cái World Cup 2018 đó, một tháng trời tôi mằng 30 con chó. Dạ, World Cup ha, là dạ. chó để chú làm. Là mằng, trước nhất là bán, kiếm dạ. tiền nuôi sống vợ con vợ ăn. Dạ. Chứ tiền nó mua thịt chó ăn, dạ. nghèo muốn chết mà. Đó. Thì tới sao làm vậy mãi cho tới là cũng anh em người ta cũng khuyên tôi nhiều lắm, mà tôi có cái hoàn cảnh tôi khó có bề mà quay đầu được lắm. Dạ. Yeah. Cũng nhờ cái dịp Covid này là đây là cũng nhờ trước nhất là giờ cháu là Nguyễn Phát Thời nè với ba nó yeah. Nhân Dũng á nói tôi chừng nào tôi dứt nợ tôi mới đi tu ha, tôi còn nợ tôi không có tu, tôi dứt nợ tại sao? Nguyễn Phát Thời khuyên chú nên quay đầu hướng thiện, à. Mà chú nói là chừng nào mà dứt nợ thì chứ tu, dứt nợ chưa tu. À. Vậy cũng khi mấy năm trời, làm hoài cũng có chừng đủ thiếu mười mấy hai chục triệu làm hoài cháu không nói. Yeah. Đó, tới nhờ dịch Covid biết nè, Thời mới đi làm tự, đi với nghe vụ Tấn Dũng với Châu Phú à, yeah. với chị Năm giữa trong chị tôi không á. Má Năm Thảo. Nó nói. Rồi nó mới vũ tôi đi. Đó, đi. Đi tôi thấy. Tôi đi với nó mấy lần. Bằng đầu còn ăn mặn nha. Chưa ăn tướng à. Tháng cũng 4 ngày vậy. Đi theo ông đạo giết cây. Đi theo, đi theo với cái mình mới suy nghĩ. Tại sao? Mình làm mấy chục năm nay 63 tuổi đầu rồi. Dạ. Đó, cũng không được cái gì. Mà mình
tôi từng đi liệm đó, chết cũng hai bàn tay trắng. Các vụ trở về các vụ chỉ đem theo một cái ác, cái đức đó. Thành ra tôi mới thấy vậy, tôi mới nói trời, trời ơi. Mà lúc đó là tôi ăn tương, tôi chưa cho nó biết nữa. Dưỡng cái này dưỡng ăn tương hay không? Đó, có đi làm từ thiện chỗ nào kêu dưỡng đi, cỡ nào dưỡng cũng đi hết. Đó, tôi nói bây giờ tôi tu đây, tôi ăn tương đây để cho bớt chút đỉnh vậy thôi, chứ cái tội tôi, tôi nọ mà nhức nổ sát sanh heo với gà vịt chở cái bể núi mình, chắc chồng gì đó. Một ngày mà mấy trăm con này. Ngày thường trung bình là 6-7 chục hoài vậy, còn gà tôi bảo đảm 3 phút một con nhổ. Thành ra giờ tôi cũng mong yêu cầu về, tôi cũng xin tất cả anh em chưa có hướng quay đầu về đạo đức á, thì nghe tôi kể cũng gắng niệm Phật và quay về bỏ bớt sát sanh đi. Tôi thấy cái gì không có tồn tại được, một cái chỉ có tồn tại được cái ác và cái thiện đó, để mình kiếm một chút đức nào để đem về sau này, để dành cho con cháu mình sau này đó. Giờ tôi cũng vậy, cũng thay mặt cũng trong cái huyện An Phú nói trước như cũng cảm ơn Tính Dũng và cho Phú và chị Nam Thảo nó cũng giúp đỡ trong cái huyện An Phú là các là gửi như các xã hết thì cũng thay mặt trong huyện An Phú nhân dân cái vụ dịch bệnh cũng thành thật biết ơn và chúc những nhà mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Tướng Dũng và cho Phú đây đi làm chuyện thiện. Rồi tôi cũng cầu chúc cho những nhà mạnh thường quân đó được vạn thọ như ý, sống trăm năm. Dạ, chú cho câu hỏi là trong lúc mà chú làm heo lâu năm đó, con ngày xưa con cũng có phụ tiếp với gia đình của người bác làm heo, con cũng có chứng kiến nhiều cảnh như gì mà không biết là chú có giống như con hay không. Chứ nghĩa là con ngày xưa cũng trong lúc mà con học lớp 5 đó chú, thì con mùa hè đó con lên bắt đai nè, thì con cũng phụ tiếp với ông bác đi theo bắt heo rồi kia, tại nhà ông làm heo đó. Thì khi mà bắt con heo về chuồng đó bác, mà con heo mà cái buổi tối đó ha, là mình cho nó ăn á, là con thấy là nó buồn lắm, mà có thể nó khóc luôn, nghĩa là nó biết là sáng mai là đưa lên là cái lò mổ là nó chuẩn bị là chết rồi đó. Là cái buổi chiều đó là con thấy con cho nó ăn là nó không có ăn đó nha, nó buồn mà mình thấy cái cảm giác nó buồn, mình thấy tội nghiệp lắm. Mà theo như bác thì lúc mà bác làm heo đó, bác thấy nó có chảy nước mắt, nó buồn giống như con thấy hay không, hay là sao bác? Có chứ, bây giờ tôi nói đơn giản vậy thôi. Yeah. Thí dụ cái chỗ tôi làm á, cái đường đi vô nha, mà dẫn nó vô tới bước vô tới cái ngạch rồi nó biết nó sẽ chết, nó gịch lại, nó gịch lại dữ lắm. Mà nhưng mình ở cái sức mạnh nó mình làm nó thôi chứ. Nó, con nó người biết, con vật cũng vẫn biết sợ chết, tham sống sợ chết. Trời đó, tôi nói thiệt, tôi cắt cổ gà đâm hông heo ha, làm chó được, tôi chết biết hề dung tay. Mà từ ngày tôi ăn tương tới bây giờ cũng lại tới bây giờ, nhiều khi con gà và hồi lúc mà ăn còn tháng 4 ngày á, rồi lúc đó tôi còn khổ, tôi làm gà con 30 ngàn mà nhổ lắm á, làm mà cắt gỗ nó cái nó vậy, cái bắt đầu tôi xây ngang, tôi lắc đầu hoài, rồi bắt đầu tôi bỏ, tôi ăn tương luôn. Nó cũng có cái linh hồn, cũng có cái cảm giác của nó, tại nó không biết nói thì thôi. Thì hồi đó tới giờ, thí dụ tôi không biết thì tôi làm đường lạc lối, quá sai đó. Bây giờ quay đầu được thì cũng nhờ tất cả đồng đạo huynh đệ giúp với nhau để tôi quay hướng về thiện. Thì giờ tôi cũng mong tất cả những anh em ở ngoài đời nếu có làm nghề như tôi nên quay đầu lại giùm tôi, rất cảm ơn nhiều lắm. Cái gì không bằng cái phước. Là trong cái lúc mà chú quay đầu tới bây giờ đó, là có đêm nào mà chú nằm mộng thấy các vong hồn của những con heo đó, nó về nó đòi mạng hay là gì không chú? Tại vì là vô một mình niệm Phật không, rồi không thấy gì mà ngủ lại ngon. Vậy ha. Rồi buổi tối chú có cúng lại xong, chú có hồi hướng công đức nó về cho các cái có linh hồn mà chú đã từng sát hại không? Có, cũng cầu nguyện cho những linh hồn đó. Ngồi tỉnh là thí dụ tôi thường thường á, khuya 3 giờ sáng tôi cúng rồi. Cúng tôi ngồi tới khoảng 4 giờ đó, để tôi cầu nguyện những cái vong hồn, những con vật mà tôi hồi đó sát sanh đó. Rồi tới 4 giờ tôi ngưng, và 4 giờ mấy tôi ngưng, tôi mới đi uống nước nữa. Còn chiều trưa đó là khoảng 10 giờ rưỡi, trễ lắm 11 giờ tôi cũng vậy. Như nãy đi theo với Tấn Dũng vậy á, tôi ngồi ở chỗ ủy ban vậy, tôi đúng giờ tôi cũng ngồi, cũng niệm trong lòng. Giờ chiều vậy cũng vậy. Thì sẵn đây cũng có ông đạo phát thời đây, thì cũng Tấn Dũng cũng đi hỏi một cái câu thế này. Thì trong cái thời cúng của Đức Thầy mình đã dạy là đã cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà Tấn Dũng sau khi cúng thêm á,
cúng xong rồi rồi thì Tiến Dũng lại đọc tiếp cái bài cầu siêu cho người chết, là Tiến Dũng cầu nguyện như gì mà không biết là có được hay không, nhờ Vinh Phát Thờ có thể là chia sẻ thêm kinh nghiệm ha. Thì Tiến Dũng đọc cái bài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, Nam Mô Di Đà Phật ba lần, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu siêu cho tất cả những quan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp của con được đồng thoát chốn mây đồ, giảng sanh miền cực lạc. Như vậy thì Tiến Dũng đọc thêm như vậy nữa có được hay không, hay là có dư gì không, hay là có thiếu gì không? Tại vì con người mình sống thì đương nhiên phải có những cái quan gia trái chủ rồi đó, nhiều đời nhiều kiếp mình thấy có rồi đó. Thì xin thưa với chư quý vị đồng đạo thân mến, kính thưa anh Tiến Dũng, cầu nhân ái và Châu Phú, thì cái câu hỏi này đó thì sự thật mà nói rất là hay, mang một cái tính chất vừa tín ngưỡng mà vừa tâm linh, bởi vì đây gọi là thần quyền đó, bởi vì đây là gọi là tâm linh chứ không phải là di vật biện chứng. Nhưng mà căn cứ theo tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy, căn cứ theo giáo lý của Đức Thầy mà anh Tiến Dũng hỏi như vậy, là tôi cúng xong là theo cái sự mà cúng lại cái Đức Thầy dạy là sự cúng lại của người tư sĩ tại gia đó. Đúng rồi. Thì cúng xong rồi hết rồi, bây giờ thí dụ mình hướng về Ngôi Tam Bảo hoặc là hướng về Bàn Thông Thiên để cầu nguyện thêm cái vấn đề mà quang cầu nguyện cho quan gia trái chủ, như vậy là nó có dư, có thừa, có thiếu, có sai hay không? Thì cái câu hỏi này tôi thấy rất là hay. Thì bây giờ tôi xin trình bày như thế này. Như vậy là hôm nay nó Đức Thầy dạy mình nó là sự cúng lại của người cư sĩ tại gia là đủ rồi. Đức Thầy dạy cúng bằng củ quyền thờ thất tổ ông bà, rồi ngôi thờ Tam Bảo, rồi Bàn Thông Thiên, cúng xong là như vậy là đủ, không có thiếu mà cũng không có dư. Bởi vì mình cầu nguyện mà cho tất cả các quan gia nghiệp chướng của mình đó, thì Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly, hoặc giả là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Chúng tức là chúng sanh, chúng là chỉ cho rất là đông. Chúng sanh thì có bốn loài: noãn thai, thấp quá, phi tẩu, trùng ngư, giai thị lai, chư Phật chi lưu, hoặc quá khứ đa sanh phụ mẫu. Thì chúng sanh có bốn loài. Thì như vậy là theo tôi thấy là mình khỏi cầu cái bài đó cũng được, mà không cầu thì nó cũng có ý nghĩa không đó, rồi phải không? Nhưng mà nói về anh Tiến Dũng với Châu Phú đó, mà nếu mà có cầu thêm như vậy đó là có sai hay không, là sự thật là không có sai. Bởi vì mình cầu thêm á, thì đó là thể hiện cái lòng từ bi của mình nó quá cao độ đi. Để mình cầu nguyện, để mình chuộc lỗi xưa, chuộc lỗi quan gia, nghiệp chướng nhiều đời, nhiều kiếp, mình sát sanh hại vật. Bây giờ mình cầu nguyện để hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đó được sớm siêu sinh nơi miền Phật cảnh, thoát đọa hồng trần, hoặc là tái kiếp đầu thai lên thì cũng có duyên lành với Phật Pháp để mà đồng giảng sanh tịnh độ. Đó. Rồi thì tôi thấy cái điều này á, thì thí dụ là nó ngoài cái vấn đề cầu cúng, nhưng mà tôi thấy chắc có lẽ là khẳng định là không có tội, nó không có dư. Lý do như vậy là cái hành giả đó là nếu mà cúng lại mà cầu thêm cái đó là cái lòng của người ta nó bắt đầu nó tăng trưởng thêm cái sự sám hối. Sám hối tức là nhớ lại cái lỗi xưa, nhớ lại cái tội ác xưa, bây giờ người ta sám hối. Trong kinh Phật mới nói là sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá, tức là sám hối là ăn năn những cái lỗi trước và chừa bỏ những lỗi sau. Nhiều khi Tín Dũng ngồi mà nhớ là cái chuyện sát sanh hại vật hay là sát giết hay là tham gian gì thì mình lớn nhỏ thì thế nào cũng phải có một cái chuyện tạo lỗi đó thôi, chứ làm sao tránh khỏi được. Thì như vậy đó là mình có cái đó thì mình nằm mình mới suy nghĩ lại, cái đó là một cái tội lỗi, cái đó là một cái nghiệp ác của mình, mặc dù nó nhỏ hay lớn gì nó cũng đều đưa mình đi vào cái chỗ cảnh khổ đau. Bởi vì tôi nói hoài đó, tích thiện chi gia thì tắc hữu dư khánh, mà bất tích thiện chi gia thì tắc hữu dư ương. Tích thiện thì phùng thiện, mà tích ác thì phùng ác. Thì bây giờ mình làm cái điều lành thì điều đương nhiên là mình phải gặp cái lành, mà bây giờ mình quá sợ đi, mình quá sợ những cái vấn đề đó, cho nên mình bây giờ mình mới cầu nguyện thêm, mới sám hối, mình mới cầu nguyện cho nó được giảng sanh ở miền cực lạc. Thì cái này nó rất tốt. Cũng như Đức Thầy mình dạy đó là cầu nguyện đó, là khi mà mình thấy Đức Thầy dạy sớm chiều bình đẳng chớ lơi đó, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai đó. Sự thật mà nói đó là mình nói sớm chiều á, thì
Đức Thầy dạy sớm và chiều, mà bây giờ mình làm buổi trưa nó có sai không? Phải không? Đúng rồi. Tức là Đức Thầy đâu cũng cho mình cúng giấc trưa đó. Đức Thầy nó nguyện cầu gắn chí rồi sớm rồi trưa, cầu mong bá tánh sớm mưa tu hành đó, thì mình cúng thêm thời trưa đó là thể hiện cái sự tinh tấn đó. Mình cầu nguyện thêm đó là thể hiện cái lòng từ bi của mình, mình thể hiện cái lòng ăn năn sám hối của mình. Vì vậy cho nên cái điều đó cũng rất là tốt, chứ nó chẳng có cái gì mà gọi là sai. Cái đó là cũng như là cái nhiếp thiện nghiệp giới của mình nó phát lộ lên rồi đó. Thì tôi xin trình bày với anh Tấn Dũng vậy. Rồi coi có anh em cô bác nào có cao kiến gì đó thì đóng góp thêm. Dạ thưa chú Hai, thì qua đây thì làm ơn cho con hỏi á, là khi mà con heo đó nó sanh ra 7 con đó, rồi nó sẽ được đưa về đâu? Là nó ngay là lúc đó là sanh ra 7 con heo đó. Thì trong khi đó là tôi đưa cho mấy đệ tử tôi, cho vợ nuôi hết. Cho nuôi hết. Dạ. Và con heo đó là con heo cái, nó ngay là ở chợ đâu có thả đâu được. Dạ. Đó, rồi bắt đầu bắt đệ tử đưa đi tỉnh làm luôn, rồi phóng sanh cho nó luôn. Dạ. Vậy là đưa đi nơi khác. Về tỉnh luôn, về tỉnh An Giang mình. Nhưng mà mình phóng sanh hay là mình cho người ta làm gì thì ai muốn làm gì làm, tại vì lúc mình làm của cơ quan nhà nước nè. Mình trả về nhà nước chứ mình không làm. Dạ. Dạ. Chứ đâu mình đâu có tiền đâu mua nguyên con heo mình làm. Dạ. Bởi tôi thấy suy nghĩ đời của tôi đó, hồi lúc trước đó là tôi chưa có biết suy nghĩ, tôi chỉ biết hận thôi. Dạ. Đó. Tại tôi mở mắt vào đời chưa biết cha mẹ tôi là sao. Dạ. Đó. Ông ngoại tôi làm ông già tôi chết, bà già tôi bỏ đi lúc tôi mới 2 tuổi. Dạ. Tới năm sống bà nội tới năm 10 cách mạng thì có năm 75, là kể như là lúc đó tôi còn mới 17 tuổi rồi. Dạ. Rồi sống kể như đi sống theo kiểu là như nói thẳng với là sống bụi đời lắm, pha tướng cầu thật á. Giờ thành ra ta ngắm mấy chục năm trời thấy cũng vậy hòa. Dạ. Tôi bây giờ 60 tuổi rồi thôi, còn mấy năm đó. Dạ. Gà ăn kim một chút. Dạ. Để dịu hê. Dạ. Cũng may là bác Hai cũng quay đầu hướng thiện còn kịp. Dạ. Bởi vì Phật pháp mà nếu mà mình quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Dạ. Và lúc nào cũng được đón nhận để mà trở về với cái tâm thiện là quý. Như mà Phật thầy cũng có nói. Dạ. Thí dụ như hồi đó mình làm ác. Dạ. Hồi đó mình làm thiện, bây giờ là làm ác, thì thầy chấm từ cái làm ác bây giờ chứ không. Yeah. Chấm liền làm thiện hồi trước. Yeah. Mà bây giờ mình làm ác hồi xưa mình biết quay đầu lại làm. Yeah. Thiện thì cái này cũng là xả bớt được cho mình. Yeah. Đó. Thì thành ra tôi làm ở nhiều khi tôi làm tôi cúng lại này nọ sớm. Yeah. Nó hoài chợ không ngờ ngon nữa chơi trường mà cúng lại vậy trời. Hết hồn nha, hết hồn liền. Nhiều ông lợi là gặp tôi ăn là hết hồn. Yeah. Nó mà hỏi ăn được bao lâu, tôi khoảng hồi tháng 4, tháng 3 tới bây giờ. Dạ. Yeah. Mấy ông tao sợ mày luôn, thịt chó thì mày mang. Nhưng mà chú có dự định là mình ăn luôn suốt cuộc đời không chú, hay là mình ăn khoảng 1 năm mình nhả? Không nhả. Không nhả luôn ha. Đã nguyện ha? Rồi nguyện với Phật, với thầy hả? Phật thầy. Yeah. Tại đó tôi có nguyện vàng, tôi hồi đó thiếu nợ dữ lắm. Yeah. Rồi tôi nguyện tôi trả bớt còn được 2-3% thôi là cũng đủ rồi. Yeah. Thì nó ngay hồi đó tôi trả tính ra là lúc tôi cái vợ tôi tuổi 30 tuổi tới 50 gần 60 tuổi tôi mới trả là còn thiếu 10-20 triệu tới bây giờ. Làm hoài trả không dứt được. Cứ vợ 30 tuổi mà gần 60 tuổi mà trả còn chưa dứt nợ nữa. Tại lúc 30 tuổi tới 31, 32, 33 dướng vào cái mướn đất thì làm lúa nè, làm bắp nè. Lỗ. Lỗ rồi bao phân 10 giả lúa. Đó. Dạ. Yeah. Từ chỗ đó. Dạ. Yeah. Thành ra là giả là mấy chục năm cũng không dứt nổi. Đó. Yeah. Thành ra là tới bây giờ còn thiếu mướn gần 20 triệu à, là thấy quá nhẹ đi. Yeah. Mà trả hoài không được ha. Thành ra thôi kệ. Rồi buông luôn nguyện, tới đâu hay tới đó. Nó ngay ăn rồi giờ cũng là những cái nhà tấm thân về. Mình đêm mình nằm mình ngủ cái vô mình niệm Phật thì nọ đồ cái ngủ giấc quá ngon. Không còn nhớ đến cái vụ mình giết con ngày sáng mà mới phải làm cái gì để sinh sống cho vợ con sinh sống này nọ đồ. Dạ, nó thoải mái được cái đó. Nó thanh thản liền. À, sáng cái lo chỉ biết là gái chờ bữa nay thờ có đem về đi cho bà ta. Yeah. Đi làm từ thiện. Yeah. Bởi vì nó không có đem về tôi hằng ngày không chịu đem về cho tao đi ấy, phụ muốn chết.
giờ khi mà chú ăn chay vậy nó giác ngộ đấy, thím ở nhà thím có giác ngộ thì chú không? Trời giác ngộ cũng được, nó quá bệnh đi. Giờ yeah. thành ra nó ngay hồi đó học hai chồng không có ai ăn tư ngày nào hết. Mà cái này tập ăn ngày được một tháng được 4 lần. Bà xã tôi ạ. Và cũng cúng này tôi cúng nữa biểu. Ông cúng nè. Ông cầu cho cha mẹ ông bà mình của ông. Còn cha mẹ ông bà tôi đâu có biết, sao mà tôi cầu. Lúc tôi mở mắt ra vào đời chết mẹ hết rồi. Nó cũng nung núc vợ lắm. Mà vợ cũng chắc từ từ cũng phải làm theo thôi. Tại có hai vợ chồng à. Mà nó ăn được 4 ngày cũng mừng rồi. Thì cũng như trai 4 bữa ấy là quy tắc là cũng làm được chuyện mình. Là chú hai thì cũng vẫn còn ăn tương, mà thứ hai thì cũng vẫn ăn chay kỳ. Chứ chưa có đi chung một chuyến đò. Chưa đi chung được. Dạ, chưa chung chuyến đò. Mà phải người mỗi người lái nữa. Phải có thôi. Từ từ. Chứ bắt buộc cái không được. Bà hai á. Bà không có ăn chay trường mà ăn chay kỳ mà tánh tốt lắm. Cũng cúng lại rồi nghiêm trang lắm nghe, chứ không phải mà lơ là, cũng cúng lại đàng hoàng lắm. Tôi hồi lúc còn ăn mặn nói ngay ha, làm heo làm chó gì ăn mặn ha, mà nhưng là đi liệm đi chôn đi lấy cốt gì là phước dữ lắm. Không có lấy tiền hay đồng bạc nào hết. Lấy cốt cũng vậy, tham gia các công tác từ thiện ha, xã hội là tham gia dữ lắm ạ. Mà tham mà làm, nói vậy cho mình làm một cho mình làm ác tới 10 lấy đâu mà chừng nổi. Ví dụ như bây giờ có người mướn bác đi làm một con heo là khoảng 10 triệu bác làm. Bây giờ tôi nói với Tấn Dũng vậy, hồi hôm Tết thôi, một cái người đó nó cúng cho gia đình tộc họ nó vậy á, nó qua năn nỉ tôi làm con heo, tôi không có làm. Bây giờ ông làm con heo 2 triệu bạc, tôi trả ông 2 triệu. Bây giờ ông trả tôi, giờ không phải nó đem lại đây trồng vàng, tôi cũng không làm. Tại tôi nghĩ, anh em thông cảm cho tôi, là tôi nghĩ trước tật. Mà vậy á, có ngày mà lúc mà tôi ăn tương rồi ha, hình như nó thử hay gì. Từ đó tới Tết khoảng 20 con heo, còn gà không biết bao nhiêu nữa. Với kêu tôi bán chó cho tôi làm. Tôi nghĩ. Đưa cái giá cao lên để cho chú làm mà chú không làm ha. Không làm. Thà nghèo nghèo. Thà chị nghèo dục. Trong sạch mà thánh thơ linh hồn hả chú ha. Quay đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm. Tôi nói nhiều khi tôi suy nghĩ ha. Tôi hỏi nhiều khi làm không ra. Một ngày tôi làm không có vô được đồ bán nữa. Mà nhiều khi nó nghe là tới tháng nữa là chữ á, nó mắng nó nhỏ hơn mình mà nó nặng nó nhẹ mình cũng tôi ngồi tôi niệm Phật nó kệ nó. Mà nhưng là được cái này cái thoải mái thì mình không làm cho mình thấy con người mình thoải mái lắm. Mình thấy mình làm chút xíu đây 20-30 ngàn đó, mình viết trên mạng mua được gói thuốc hoặc nửa ký cá ăn hết. Mà khi mà chú hai á, lúc mà chú hai còn làm nghề sát sanh, tiền có nhiều trong mình thì thoải mái lắm. Cái lúc đó là tối chú hai ngủ ngon hơn là bây giờ không? Không. Đó, mình phải so sánh. Không ngon, không ngon bà. Là bây giờ ngủ rất là ngon, còn lúc trước là ngủ không ngon ha. Đúng mà. Vì lúc trước nằm thấy tầm bậy tầm bạ không? Thấy gì chú hai? Những như mình thấy mình làm những cái chuyện này chứ nói á. Còn bây giờ ngủ thoải mái lắm, nằm nếu hoặc quất tới 3 giờ sáng giật mình luôn. Rồi thức dậy cúng. Bây giờ cái này là 3 giờ giật mình thức dậy tới giờ cúng rồi. Nó thoải mái cái đó. Chú bỏ nghề được bao lâu rồi chú? Bỏ nghề sát sanh. Tính ra là cũng mới có đây thôi. Nữa tại thì lấy cũng 2 năm mà. 2 năm. 2 năm hay quên phải. Mới được 2 năm. Cũng cảm ơn chú hai đã chia sẻ về cái câu chuyện mà ngày xưa chú hai cũng là một cái người làm cái nghề nhức ngổ làm heo. Sát giết rất là nhiều heo và rất là nhiều chó. Trăm cái máy liếc giùm anh. Và rất là nhiều gà vịt quý vị, mà hôm nay chú hai đã giác ngộ được Phật pháp và chú hai đã trở về con đường tu thân hành thiện để cải tà quy chánh. Đó thì cũng chúc cho chú hai mình luôn luôn giữ vững được cái đạo tâm và giữ vững được cái lòng tin về Phật pháp nhân quả để cho chú hai tiến bước trên con đường Phật pháp cho nó được tinh tấn và sẽ có được ngày diện kiến được Đức Phật và Đức Thầy. Nha chú hai ha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc chú giữ sức khỏe nha chú hai. Cũng chúc Tấn Dũng với Châu Phú rồi gắng hai em cũng còn sức trẻ cũng gắng đi làm từ thiện đi sau này được. Mình còn nhìn câu đời nữa tại vì tụi con cũng nghĩ câu như thế này, tuổi trẻ mà chẳng biết lo, tuổi già sức yếu nằm co tuổi buồn. Cho nên kính thưa chú hai, thì hôm nay con với Châu Phú cũng hội ngộ duyên lành cùng gặp chú, cũng một cái người có cái tâm hướng thiện là hiện nay đi theo huynh phát thời để chở ra củ quả từ thiện đồ cho bà con người ta.
thì chú cũng lớn tuổi rồi thì cũng không có làm cái gì ra tiền. Thì con cũng xin thay mặt cô Hứa Ngọc Lan hỗ trợ với chú 1 triệu để chú bỏ túi, để trong túi đó để mà đi đổ xăng hoặc là ăn sáng rồi này kia, để mà còn đi giúp bà con người ta nha chú Hai ha. Dạ đây là cô Hứa Ngọc Lan ở bên nước ngoài, gửi cho con nhờ ít tiền để đi giúp cho bà con khó khăn, thì con xin chích 1 triệu của cô Hứa Ngọc Lan để giúp cho chú. Dạ Nam Mô Đà Phật. Cô Hứa Ngọc Lan. Dạ. Cũng xin cảm ơn cô Hứa Ngọc Lan. Dạ. Dạ Tướng Dũng và Châu Phú ở đây. Dạ. Thì tôi xin hứa 1 triệu này tôi sẽ dùng để đổ xăng để đi đây có phát thời để đi giúp cho bà con người ta. Những hơi có xe hư là mình sửa thì nọ đồ vậy. Cũng là xin chúc cũng cảm ơn cô Hứa Ngọc Lan nhiều và chúc cô được dồi nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Không bắt luôn em. Dạ thưa chú Hai, dạ Châu Phú, kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Châu Phú đi đến đây cùng với sư huynh Tấn Dũng thì gặp chú Hai mà phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thì khi chú Hai đã buông bỏ hết quý vị, mặc dù còn thiếu một số tiền, thì Châu Phú và sư huynh Tấn Dũng hai anh em cũng là thấy chú Hai hoàn cảnh là hiện giờ đã phóng hạ đồ đao mà đi làm công tác thiện nguyện thì đương nhiên sẽ không có tiền hết sư huynh. Thì anh em của Châu Phú sẽ hỗ trợ cho chú Hai để mà tiếp sức cái tinh thần của chú Hai, vì chú Hai buông bỏ hết trơn cũng đâu có tiền bạc gì để đi làm, mà trong khi đó vẫn còn thiếu nợ. Thì hai anh em của Châu Phú cũng hỗ trợ anh Tấn Dũng là 1 triệu, thì Châu Phú cũng xin chích số tiền của cô giấu tên ở Mỹ Tạ Dũng Anh Loan, là con gửi hỗ trợ 500.000 cho chú để chi phí săn cộ hay là chú làm những công tác xã hội hay là làm việc gì đó ha. Và thứ hai là chị Thủy Châu ở bên Mỹ cũng hỗ trợ 500, là hai anh em con là hỗ trợ 2 triệu để cho chú làm công tác xã hội. Cũng về thay mặt về kích lại tinh thần chú cố gắng lên nữa. Dạ, cũng là về cũng xin cảm ơn những nhà mạnh thường quân đã giúp đỡ cho tôi rồi với Châu Phú. Cũng giúp về tôi sẽ hứa đó, tôi sẽ làm lấy số tiền tôi làm cái chuyện nghĩa để không phụ lòng những mạnh thường quân đã giúp đỡ đây. Đó, thành thật biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp xin vâng các thưa vị, và giờ đây Châu Phú và Tấn Dũng cũng như là chú Hai và huynh Phát Thời kính chúc cho tất cả quý vị mạnh thường quân luôn luôn được dồi dào sức khỏe và công việc làm ăn lúc nào cũng được thuận lợi. Và giờ đây